Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có những điều bất ngờ luôn xảy đến. Cũng như trong câu chuyện này, người phụ nữ đã chia sẻ lại rằng ngày cưới của em chồng, cô đã đến tặng một món quà khiến mọi người quan khách trong hôn trường đều bất ngờ. Và món quà cô tặng là món quà gì? Sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe chi tiết của câu chuyện. Đó là những gì em chồng tôi xứng đáng được nhận. Hôm chủ nhật vừa rồi là ngày cưới của em chồng tôi. Tôi rất thương em ấy. Là em chồng, nhưng Ngọc lại đối xử với tôi chẳng khác nào chị gái ruột. Chúng tôi thân thiết ngay từ những ngày đầu tôi về làm dâu. Hồi đó mẹ chồng còn giữ khoảng cách và hay bắt mẹ tôi. Chính Ngọc đã là cầu nối giúp tôi và mẹ hiểu nhau, sống hòa thuận với nhau hơn. Tôi đã sinh con, Ngọc đã chăm sóc tôi ở bệnh viện suốt 5 ngày. Em ấy không sợ bẩn khi tự tay vệ sinh cá nhân cho chị dâu. Đây là điều mà không phải cô em chồng nào cũng đủ dũng cảm để làm được. Sau đó, em chồng còn chăm sóc tôi ở cữ, dù vẫn phải đi học đại học. Thương em ấy, tôi cho tiền, nhưng Ngọc không có nhận. Vợ chồng tôi từng mâu thuẫn nặng nề vào năm thứ tư của cuộc hôn nhân. Đợt đó, tôi bế con bỏ về ngoại, rồi cương quyết ly hôn. Chính Ngọc là người cố gắng níu kéo và tạo điều kiện để chúng tôi gần nhau hơn, từ từ gạt bỏ những mâu thuẫn để bắt đầu lại từ đầu. Nếu không có Ngọc, có lẽ vợ chồng tôi đã chia tay nhau rồi. Thế nên tôi luôn ghi nhớ ơn nghĩa của em chồng. Ngày cưới của Ngọc, trước mặt 300 khách mời, tôi tặng cô dâu một cuốn sổ đỏ, mảnh đất rộng 100 m² ở mặt tiền đã được định giá 2 tỷ đồng. Món quà có giá trị lớn như thế lại được chị dâu tặng em chồng nên khách mời đều kinh ngạc. Họ ồ lên, bất ngờ có, khen ngợi có. Vài người còn cho rằng em chồng tôi thật may mắn khi có một người chị dâu phóng khoáng như tôi. Chỉ có tôi biết Ngọc xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp này. Vậy mà hôm qua Ngọc lại đem cuốn sổ đỏ đến trả cho vợ chồng chúng tôi. Em ấy nói không thể nhận một món quà giá trị đến như thế. Tôi khuyên mãi, Ngọc mới đồng ý với điều kiện tôi phải để chồng Ngọc cùng đứng tên sổ đỏ. Bởi vừa cưới xong, nếu em ấy sở hữu tài sản riêng sẽ khiến tình cảm vợ chồng kém đi. Nhưng tôi không muốn như thế. Tôi chỉ muốn cho riêng em chồng mà thôi. Chuyện tương lai chẳng ai biết sẽ xảy ra những gì. Ngọc lại cứ khăng khăng ca ngợi chồng mình tốt, yêu thương vợ. Dù tôi không nhận ra điều đó, thái độ của Ngọc làm tôi phân vân quá. Có nên tiếp tục làm thủ tục sang tên sổ đỏ nữa hay là không? Tôi cứ giữ mảnh đất đó, đợi vài năm sau rồi mới sang tên cho vợ chồng Ngọc để em yên tâm. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện giữa chị dâu và em chồng rất là cảm xúc. Mong rằng quý vị đưa ra những lời chia sẻ, bình luận cho câu chuyện này. Và tiếp theo, tôi kính mời quý vị lắng nghe một câu chuyện thứ hai. Sau khi chồng mất, tôi muốn bán một mảnh đất ở quê, nhưng anh em chồng không có chịu. Bố mẹ chồng tôi có một mảnh đất rộng, 3 người con trai đều được ông bà cắt đất làm nhà, nhưng lại chưa sang tên sổ đỏ cho bất kỳ một ai. Vợ chồng tôi đã xây được một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất của bố mẹ cho. Sau đó, chúng tôi ra phố làm ăn và chỉ về quê vào những dịp nghỉ lễ. Cách đây 3 năm, chồng tôi bị sự cố lao động qua đời, để lại cho tôi 2 đứa con nheo nhóc. Nhiều lần bố mẹ chồng gọi điện khuyên tôi về quê. Ông bà sẽ chăm sóc con để tôi đi kiếm tiền,
Ở quê đã có nhà, còn ở trên phố phải đi thuê phòng trọ rất tốn kém. Tôi cảm kích sự quan tâm của bố mẹ chồng, nhưng tôi không muốn về quê chồng sống, bởi chỗ tôi ở hiện nay chỉ cách nhà bố mẹ đẻ hơn 10 km. Tuần nào tôi cũng đưa các con về ngoại chơi. Nếu tôi về quê nội sống, biết bao giờ mới có thể gặp được bố mẹ đẻ. Tuần vừa rồi tôi về quê làm dỗi chồng. Tôi nói là rất muốn có một khoản tiền để mua một căn hộ chung cư nhỏ cho các con sống. Đồng lương của tôi chỉ đủ nuôi 2 con, cả đời này cũng không thể mua được nhà. Tôi mong bố mẹ chồng cho phép được bán mảnh đất mà ông bà đã cho vợ chồng chúng tôi. Ông bà im lặng, không nói gì. Nhưng anh cả phản đối gay gắt, nói là không sang tên sổ đỏ, cũng không được phép mua bán trên mảnh đất của tổ tiên. Chồng tôi đã mất, nếu tôi hay các con về sống, mọi người luôn đón tiếp, còn chuyện bán là không được phép nghĩ đến. Thậm chí chú út còn nói là chồng tôi mất rồi, bây giờ tôi có thể dễ dàng lấy chồng khác. Chú ấy lo tôi và chồng mới sẽ đuổi các con tôi ra đường, vì vậy muốn giữ mảnh đất lại cho các cháu ấy làm chỗ đi về. Tôi nói là cả đời này chỉ sống vì các con và chung thủy với chồng, không bao giờ muốn đi thêm bước nữa. Trước lời nói thẳng thắn thật thà của tôi, bố mẹ chồng ủng hộ việc tôi bán mảnh đất đó. Thế nhưng anh và em chồng lại không đồng tình. Tôi thật sự không biết phải nói sao để anh em chồng đồng ý cho bán mảnh đất lấy tiền mua nhà nơi khác đây. Vâng, thưa quý vị, 2 câu chuyện ngắn đến đây cũng là kết thúc. Và tôi cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời chia sẻ bình luận. 2 câu chuyện có 2 hoàn cảnh rất là khác nhau, và luôn luôn là những người phụ nữ, là những người chịu thiệt thòi. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không có gia đình nào giống gia đình nào. Ông bà ta thường nói, sống trong chăn mới biết chăn có giận. Nhìn bề ngoài, chúng ta không thể đánh giá được một gia đình, một con người. Thưa quý vị, trong thời gian dài vừa qua, tôi rất vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, luôn luôn đồng hành những năm dài, theo dõi kênh và ủng hộ cho tôi, và đưa ra những lời đóng góp rất là nhiệt tình. Tôi cũng cố gắng tiếp thu mọi ý kiến của quý vị và các bạn để ra những video hay hơn, đọc hay hơn nữa, những câu chuyện thật thú vị, và để gửi tới quý vị gần xa. Đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi. Xin chào, tạm biệt.